cái thời kỳ tảo hôn của người Việt Nam của mình để thấy người phụ nữ Việt Nam chúng ta là một trong những phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới đó các anh chị, về tính nhẫn nại hy sinh rất là cao cả, một các phụ nữ khác trên thế giới không có bằng phụ nữ Việt Nam đâu. Thì cái tiết mục này Tina thấy nó vui và nó nói lại cái thời tảo hôn đó, cho nên là Tina muốn diễn cho vui. Hay thì chắc không hay đâu, bởi vì Tina mới tập mà cái bài này khó hát lắm. Đó là bài dân ca bài Lấy chồng sớm làm gì. Cái này mới tập thôi. Mấy anh chị nào muốn diễn thì cứ ra diễn nha. Mua hay sao? Thầy hai chỉ múa hay là diễn nói múa. Chỗ nào vui mấy anh chị vỗ tay ủng hộ nha. Cũng muốn đem những cái văn hóa Việt Nam của mình đến cho anh chị, nhớ lại ký ức thời xa xưa của mình, để mình càng yêu dân tộc Việt Nam mình hơn. Và mình rất hãnh diện Việt Nam mình có một nền văn hóa rất là phong phú và rất là đạo đức đó anh chị. Cái bài này tại vì em nhạc sĩ mới gặp đây, thành ra không có dọn, thành ra nó cũng hơi chậm một tí xíu. Mấy anh chị cứ ngồi nghỉ ngơi một tí ha. Mấy anh chị ơi, ăn mà không ngon dạ. Từ sau mình gặp nữa ăn nữa nha. Chừng bao lâu nữa? Ngày này tháng sau sinh nhật nữa hả? Ồ, Tina có một hoạt động gì mới á. Mời các anh chị, mấy anh chị tiếp tục ủng hộ Tina nha. Và mấy anh chị nên nhớ một điều, nơi nào có Tina là nơi đó sẽ có sức cống hiến của Tina đến tất cả các anh chị cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Về sức khỏe và những hình ảnh sinh hoạt về văn hóa Việt Nam của chúng ta.
khổng lồ đúng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.